Đây là hoàn cảnh Tháp Bà, Bonaga, Nha Trang City nè. Phái đoàn của Diamond, các cháu này đi tham quan nè, đến Nha Trang. Nãy giờ đi Long Sơn rồi, bây giờ đến Bonaga, Tháp Bà. Địa điểm tại trên cầu bóng. Một địa điểm rất nổi tiếng rất lâu. Quan cảnh và quan khách đi vô đây, xung quanh đây. Tháp Bà Bonaga Nha Trang. Thank you.